Mến chào quý vị. Trải qua bao thăng trầm thời gian, gốm sứ Bát Tràng vẫn giữ được nét đẹp của mình trong lòng khách hàng và vị thế trong làng gốm sứ. Tìm đến những sản phẩm gốm sứ chất lượng không những lưu giữ nét đẹp dân tộc mà còn là một thú chơi dành cho người yêu nghệ thuật. Tại Cương Duyên, những sản phẩm của chúng tôi được bảo tồn nguyên vẹn phương thức chế tác thủ công từ việc chọn lọc cốt liệu đến khi ra thành phẩm. Chính vì vậy, sản phẩm của gốm sứ Cương Duyên mang trên mình những nét riêng biệt mà không pha lẫn với bất cứ sản phẩm nào bên ngoài thị trường. Riêng về gốm sứ thủ công, trong quá trình chế tác sẽ phát lộ những đặc trưng thường xuất hiện trên bề mặt sản phẩm như những chấm đen hay bề mặt sản phẩm không nhẵn mịn. Chính những đặc trưng này sẽ giống như cách phân biệt giúp khách hàng nhận biết dễ dàng hơn gốm sứ thủ công của Cương Duyên nói riêng và làng gốm Bát Tràng nói chung. Hy vọng thông qua video ngày hôm nay, quý vị có thể thấu hiểu được giá trị của sản phẩm thủ công tại Cương Duyên. Đó không chỉ là hồn túy của gốm sứ mà còn là tinh hoa từ những người thợ dành trọn tâm huyết với nghề truyền thống của quê hương Bát Tràng. Tôi là Thanh Hằng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.